Rồi đến giờ rồi con ơi. Hôm nay bắt đầu hôm nay nè, rồi tập 2 tập sạc lý thông. Tại vì hôm nay là coi như là 27 tháng 12 rồi. Còn có 3 hôm nữa là tổng kết cuối năm. Thôi má tổng kết luôn cho rồi. Để đón chào năm mới, năm cũ. Tổng kết hết. Xong năm mới mình làm chuyện mới, mình tiếp những gì niềm vui hạnh phúc của năm mới. Tất cả các con cũng đón chào năm mới hạnh phúc, vui vẻ. Thôi giờ má tiếp tục nha. Sạch hành lý thông ơi. Hôm nay á nói cho rõ nè. Cho mình biết cuối năm luôn nha. Tất cả những gì mày đối xử với tao tao bỏ hết. Kêu lắm đó. Vậy tao nói cái vấn đề về phần tao trước đi ha. Từ cái mà mày nói tao thế này thế nọ, tao với anh Năm giận nhau mười mấy năm. Mày là người hàng gắn ở đâu ra vậy Thành? Sao mày với Tiên giống nhau ghê á? Ở đâu ra vậy? Ở đâu mười mấy năm? Có mười mấy năm á, mày cũng không có mười mấy năm á. Tại vì khi sau trước mùa dịch là anh Năm đã cấm cửa mày rồi. Đúng không? Nhớ chưa? Rồi mày suốt luôn, mày đâu có về đâu. Là mày nói tao Năm giận nhau mười mấy năm, mày là người hàn gắn. Ở đâu ra vậy? Cái não có bị cái gì không? Hả? Rồi cái đám của cậu, tao thấy mày cũng sốc vác. Thôi, nghĩ cũng như bạn bè. Để cho tao không bao giờ qua đó ngồi, tao không bao giờ dám ý kiến một cái gì hết. Tại thấy mày sốc vác quá, thôi đừng nghĩ chắc bạn bè. Thôi mày lo cho Năm gì cũng tốt. Không có gì để bụng hết trơn. Tao trống lỏng, cái bụng tao trống lỏng. Mà tao biết cái thái độ của mày, mặc dù gặp cũng Thanh mới qua hả, cũng có chào cái nào đâu 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 ra đó, không có nói, không có dựng chuyện là chuyện có nó không, chuyện không nó có. Nhưng những cái cử chỉ hành động ta biết mày không thích tao trong cái đám ma đó. Rồi thôi tao cũng nói. Rồi khi mày chụp hình với thằng con nuôi có Năm trước bàn thờ anh Năm, hai cậu cháu mình đứng đây chờ trùm cuối. Ý mày nói tao trùm cuối chứ gì? Trùm cuối trùm đầu gì không cần biết. Nhưng chỉ cần biết thế nào, cái lương tâm đúng sự thật, và làm gì làm bằng cái tâm, tao cũng bỏ. Nhưng hôm nay nè, tao nói nghe nè, bây giờ tao tao đề cái tội mày ra để cho mày biết lý do gì hôm nay tao vẫn còn nhắc tới tên mày, tao không tha mày. Một lần đầu tiên tại mộ của anh Năm, mày nói YouTube á là anh Năm á không có trả nợ cho em Út. Ổng ở trong gia đình á, ổng có biệt danh là Năm Dựng Đứng. Như gì mà mày dám nói mày là tri kỷ của anh Năm? Anh Năm dựng cứng cái chỗ nào mày nói tao không? Mày ăn cái gì của bên kia? Hay là mày có ăn rồi? Ăn chung phải không? Mày dám nói anh Năm Dựng Đứng. Ổng trong gia đình đặt tên là Năm Dựng Đứng. Cộng đồng mạng xôn xao vô hỏi cái câu nói của mày. Nhắn Messenger tao lúc đó tao cũng không có, tao là lui cung rồi. Tao thấy tụi mày mạnh quá. Thôi, mình lớn rồi đấu tranh làm cái gì? Thôi để cho trời đi. Tùy duyên số. Cộng đồng mạng hỏi tao tại sao nói câu nói đó, anh Năm có nói thật gì hay không? Tao nhắn tin cho Messenger cho mày. Tao dùng biết tao dùng câu gì. Ông Thành ơi, đó, ông nói như vậy đó. Mà bây giờ cộng đồng mạng người ta hỏi tôi như vậy, người ta cho người ta nghe gì, người ta mới điện cho mày, mày cúp mày không tiếp. Tao nói cho mày nghe gì mày nói. Thanh ơi, cái chuyện đó tôi nói đâu có liên quan đến Thanh đâu mà Thanh nhức đầu chi vậy? Ủa, mày nói một câu tao không liên quan với anh Năm. Mày nói được cũng hay. Tao có nói một câu thế này. Nếu ông nói đúng sự thật, tôi không quan tâm.
Mà ông hoàn toàn ông nói sai. Mày trả lời tao, tôi nói sai thiên hạ, thiên hạ chửi tôi, ta đừng quan tâm làm gì cái chuyện đó ha. Là một cái, một chuyện để tao ghi vô lòng tao. Cái chuyện thứ hai, mày gây lộn với sử ở đâu trên mộ, là cái ngày đó hình như là cái ngày Vũ Luân với Hồng Loan gì đó, mày nói một câu là anh mày có lỗi với tao, tao không có lỗi với anh mày, anh mày là mất tao một căn nhà. Ủa căn nhà vậy mất với Thành, mày nói câu nói chứ không khác nữa. Anh Năm lừa đảo mày, anh Năm lừa đảo mày để mà đi đi mày giao nhà cho Năm, Năm bán căn nhà mày mất sao. Mày nên nhớ rằng, mày nhớ rõ ràng cái này nè, vì cái câu đó, vì cái câu đó đó tao mới lại là nói cho thằng Sử biết. Khi mà khi nào mà khi nào mà anh Thành, cậu Thành có vấn đề nói chuyện với con nữa rồi, con phải nói lý do gì, lý do gì mà em khi nào mà nói với con một lần nữa đó, con phải trả lời vấn đề như má nói, là tao nói cho thằng Sử biết cái vấn đề đó là mày mượn vàng của anh Năm, mày hiểu không? Mày mượn vàng ròng rã mấy tháng trời mày không có trả, anh Năm mới nhờ tao. À, anh Năm á, mấy tháng trời mày không có mượn, mày không có trả, anh Năm mới mượn tao đi đòi nợ. Tao đòi mày, nhà mày ở đoàn dân bơ trong hẻm, tao đòi mày mấy lần, đi với mày, mày dẫn tao qua ngân hàng Hàng Hải, mày la đáo hạn ngân hàng, mày dẫn tao ra 2 ngày ngồi uống cà phê ở ngoài, mày đi vô mày ra mày nói tao không cho đáo hạn nữa. Tao hoàn toàn không có đến nhà mày tao chửi một câu nào hết trơn á Thành. Nè tao dắt luôn nha, mày nói là tao vô nhà mày tao chửi hai bà chị, mà nhưng mà mình nhớ kỹ bà chị mày có một người bà chị có bị thần kinh. Mày nói thì kêu anh bán căn nhà đó 28 lượng. Nhưng mà tao trả chưa tới giá. Tao cũng phải chờ. Tao chờ ròng rã cũng, tao đi đòi cũng cả tháng. Tao không thấy có kết quả. Tao mới nhớ tao có thằng em. Em nói em kết nghĩa thơ, nó là thơ ký của luật sư ở bên quận 4. Tao mới nhờ nó, thì nó mới chỉ dẫn tao lên viện kiểm sát. Tao nói rõ cho mày nhớ là viện kiểm sát ở đầu đường, ở đầu cầu Canh Mét, phía về bên quận 4. Tao mới nhờ lên đó, bên đó rồi tao mới tao làm cái đơn cho tao đưa vô tòa án thành phố Hồ Chí Minh. Tao mới đưa cho mày, mày mới bán căn nhà, mày trả 10 cây vàng. Tao đem 10 cây vàng đó, tao về tao trả cho anh Năm. Sau thời gian Năm mất rồi, mày nói là mày mượn 20 cây, chứ phải 10 cây. Mà ta mày trả tao 20 cây, tao đem về tao trả Năm có 10 cây. Chứ cái thời điểm đó tao với mày chắc mất xác rồi phải không? Không có người nhân chứng để Năm hỏi chứ gì. Nhưng mà sau cái đó rồi, tao với Năm cũng bỏ qua vấn đề mày mượn vàng trả rồi thôi, vẫn là bạn bè. Hàng năm mày qua đây mà ở chung nhà, ăn chung mâm, ngậu, còn nhậu chung sòng, đi chơi chung luôn. Vậy là 10 cây vàng tao nuốt ở chỗ nào? Chẳng lẽ giờ anh Năm hỏi Sạc Thành, Sạc Thành trả Thanh bớt mấy cây mà Thanh đâu có 10 cây. Còn mày tốt quá, mày nói với người ta, tao trả Năm có 10 cây, mày nghe mày im luôn, mày để tao nuốt 10 cây, mày tốt tới mức độ đó Thành. Hằng ngày mà ăn cơm hay là mày ăn ăn đầu tiên, sao mày tốt dữ vậy? Đó, rồi mày nói anh Năm mới làm mất mày căn nhà đó, cái câu chuyện này câu chuyện mất căn nhà đó. Vậy con người mà có thật hay không, mày có đáng tri kỷ hay không? Tao live stream cho, tao không có live stream, quên, xin là tao không có live stream, tao điện thoại cho mày trước khi mà cái drama này nổi lên á, là cái băng của mày á sắp lộ nguyên hình á. Mày mai mà mau mau mày đi về bên Pháp. Tao đứng ngay đây thì tao mới kêu thằng Sử nói vụ 10 cây vàng, thì mày nghe 10 cây vàng mày lột, mày nhột cái mày kêu tao đấy. Thanh ơi, Tư ơi Tư, bây giờ Tư lòi ra vụ 10 cây vàng tôi mượn của ông anh Năm nữa nè Tư ơi. Tư đính chính giùm cho tôi.
tôi đính chính cái gì? Tao chỉ đăng lên Facebook, tao chỉ nói một câu là thôi cái chuyện xưa rồi, đừng ai nhắc lại làm gì. Như vậy đó. Rồi tao kể cái chuyện mà tao nói chuyện Hồng Loan để giải quyết cho gia đình êm ấm với nhau hết. Cho Hồng Loan êm ấm cả đôi bên hết. Mày cắt ghép mày đưa lên cho đám đó. Sao tụi mày đê tiện tới mức độ như Thành? Mình già rồi Thành ơi. Tao 70 mày cũng 69 rồi. Sống sao chứ đứng đáng cái tuổi của mình á, hiểu không? Có thì nói, không có thì thôi. Tao nói thật với mày, nó vừa rồi mới đây là cái con Teresa nào á, nó sai về bên kia đó. Tao là người đăng lên đính chánh. Cộng đồng mạng hỏi cho má ơi má tư ơi, cái người đó nói gì có không? Nó không có. Dù cho người ta có sai đi nữa, chuyện nào sai ra chuyện đó, chứ không phải mày nhà sập bìm bịp leo. Tao tánh tao là gì vậy? Tao trung thực đi. Cái chuyện gì có tao nó có, còn không có tao vẫn nói, dù người đó không ưa tao, họ chửi tao, nhưng mà tao vẫn nói thẳng là người đó không có chuyện đó. Tánh tao là sống như vậy đó. Ai thương tao thì thương, ai ghét tao tao chịu. Tao mới đi tụi mày được. Mày phải nói thật sự, tao không hiểu phải chi mà mày tuổi teen á, hay là mày 20 mấy 30 tuổi, 30 mấy tuổi, tao không nói. Mày già rồi. Mày có nhớ không? Khi bất cứ khi nào mày về tới nhà anh Năm, mày bên Pháp mày về đây, là mấy đứa nhỏ trong nhà nó đụng sập. Bây giờ mày hỏi hết nè. Mày không cần hỏi chứ mày không mà hỏi đâu. Tại vì mày ưa dừng chuyện mày đâu hỏi. Bây giờ ví dụ như một thời nào đó, vô cái dịp nào đó mà cộng đồng mạng biết những cái đứa em mà từng ở trong nhà anh Năm á, luôn cả những người mà thân cận với anh Năm luôn nha, luôn cả con Nga Hô ở 13 năm, hỏi con Nga Hô đi, có bao giờ má Thanh la con Nga Hô có cái chửi Nga Hô? Chửi Nga Hô không? Không có. Tất cả những đứa đó ở chúng sống chung với cậu, nó lo lắng cho cậu, đứa nào má cũng nâng niu hết trơn. Thằng Tí đó sai vấn đề mà cậu đi chơi nữa. Mà má, tao muốn la nó, tao kêu nó, con ơi chiều nay 3-4 giờ là má qua, má đi vắng về, con qua nhà má nha. Chưa bao giờ tao la tụi nó trước mặt mọi người. Mà khi la là má với con, chứ không bao giờ có cái chữ mày tao mày tớ. Riêng cá nhân mày với con Xuyên tao gọi bằng mày tao mày tớ. Là vì mày không có nhân cách con người, không có nhân cách của người lớn tuổi. Sống sao á, nè bây giờ nó nói nghe nè. Cái thân mình á, đã không vợ không con, không anh không em, là đủ hiểu rồi ha. Đủ hiểu rồi. Thì sống sao á, nó có một chút nhân từ, đức hạnh. Tao cũng như mày à. Tao một côi mẹ, một côi cha từ 23 tuổi mà. Mà bây giờ tao vẫn có một cái gia đình. Dù đó người đó không phải là ruột, nhưng mà ruột của tao đó, vẫn có gia đình của tao, mà gia đình tao rất hạnh phúc. Tao bồ côi đó. Tao trân trọng những người sống chung với tao coi như một gia đình. Luôn cả những đứa em bên nhà anh Năm đến với anh Năm, tao vẫn trân trọng tụi nó, là vì có tụi nó trong nhà lo cho anh Năm này kia nọ. Luôn cả những người thân tín trợ lý luôn, từ khi mà Lê Tuấn nè, Ngân nè, Trần Thủy nè, Hoàng Vinh nè, tất nghe. Tại Vinh nó mất rồi, chứ nếu mà Vinh còn sống mày hỏi Vinh coi, tao thương nó như một đứa con. Nó bệnh tao lo cho nó. Tao đi vô, tao là người ngoại đạo, tao đạo Phật, nhưng tao vẫn vô trong nhà thờ Kỳ Đồng. Tao cầu xin đức mẹ để cho nó khỏi bệnh. Gia đình nó biết mà, chị Sương mẹ Vinh biết đó. Tao từng bóp chân cho nó nữa, trong thời gian nó bệnh. Tao không ích kỷ nhỏ mọn như tụi mày. Tao rất hung dữ, nhưng cái tâm tao không có ác. Tao biết phải, biết trái, biết sai, biết đúng. Biết luật làm người, cho đúng con người. Còn cái hội mày hình như là kiếp trước mày một gia đình, một dòng máu với nhau. Y chang nhau. Chuyện không nó có, chuyện có nó không.
mà nói như là như đúng rồi vậy đó. Cái ngày 49 của anh Năm, buổi sáng tao qua, buổi tối tao qua, tao ngồi một góc, thằng Thanh Hớt Tóc nè, thằng Trực, thằng Phương Nhất Tù ngồi cái góc, cái bàn cuối cùng á. Tao vô đó tao ngồi 10 phút tao đi ra, tao thấy cái cảnh này không phải là cảnh làm tổng thất 49, mà cái ngày này ngày ăn mừng đám cưới, tụi mày cười hớn hở với nhau, con thì cười te như nhảy đầm, nảy lên nảy xuống. Còn thằng á, mang tiếng con nuôi, thương lắm, cười hí ha hí hẩn. Ăn mừng mà tao biết lúc đó tụi ăn mừng, chứ đâu phải vấn đề mà làm thất cho anh Năm. Ăn mừng lắm, đại thắng mà. Nhưng mà nè, Thành ơi, không qua khỏi ý trời đâu, nghe không? Bu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Có bao giờ mà tao thật sự nó nói ngay đây là có hai dây giác làm chứng, chưa bao giờ tao nghĩ hiện tại bây giờ mà tao dính vô cái drama này. Tao người ăn phận từ xưa tới giờ, cái danh của tao á, nghệ sĩ cho khán giả cái thời năm 1977 tới 1986 là khán giả cho Vũ Linh, Vũ Thanh. Đoàn hát tới á, chưa gặp mặt Vũ Linh mà gặp mặt Vũ Thanh rồi mà biết có Vũ Linh, đó là Chợ Đen. Đó là cái câu nói của Chợ Đen nha. Hồi xưa là đoàn hát đến đâu thì Chợ Đen nhiều lắm. Tao đã từng, anh Năm đi tập tuồng về nè, anh Năm thèm cung thố, hát Minh Tơ một đêm mà biết nhiêu không? Một đêm có 10 đồng. Tao bán cái chợ Đông có bữa đặt bữa ấy. Anh Năm nói, ưa xin tên với nhau lắm, hồi đó còn trẻ mà, là Linh với Thanh không à. Linh Thành, Linh thèm cung thố, cung thố quá à. Thôi đi ăn. Hai anh em ra ngay chỗ cũ, đường bán mà xưa bán đồ hộp của Mỹ, chợ cũ, có bán cung thố lên trên lầu. Đây là mới là tri kỷ nè. Lên cái điêu cái menu cho anh Năm, anh Linh coi trước. Anh Linh coi xong, cái Linh đưa qua ta. Đây là mới tri kỷ nha. Cái nó hồi, Thanh không ăn, Thanh ăn rồi. Ủa sao mày không ăn đi? Không, Thanh ăn mà chợ đông rồi. Nhưng mà thật sự ta chưa có ăn. Vì sao mày biết không? Cái tiền ta đem theo không đủ trả cho hai người ăn. Tao nói có vong linh của anh Năm làm chứng, mà anh Năm hoàn toàn cũng không biết nha. Tối về á, hát Minh Tơ về á, đối diện ở 38 Bạch Dân có một cái quán hủ tiếu Tàu. Tao bưng cái tô xuống với cái dĩa để mua cho anh Năm tô hủ tiếu. Lên anh Năm ăn. Anh Năm nói, ủa tại sao sách có cái tô à? Nó thôi, ông ăn trước đi, rồi tính sao. Anh Năm ăn xong rồi, còn cái nước tao bới cung nguội với là mì trộn chung á, tao bỏ vô tao. Với lại tri kỷ đó, mày nhận cái chữ tri kỷ tao nhục quá. Tri kỷ của mày sướng lắm, từ bên Pháp về có phòng lạnh ngủ, có cơm sẵn ăn, có sơ sẵn đi, đây là tri kỷ đó hả? Đúng tri kỷ chưa? Mày bác bỏ. Bây giờ nhắc lại này nha, nhắc lại nè, coi tao phải đúng là bà tiên thứ 13 không? Từ ngày Hạ Nguyệt anh Năm, từ ngày Hạ Nguyệt anh Năm nha, tao nói mày nghe. Cái lần đầu tiên á, tao hỏi gọi mày vấn đề tiên góp, mày mở lo để tụi kia nó chửi tao, xong tao cũng bỏ qua, tao không nói gì hết. Đến khi mà vấn đề mà mày cao trào của mày đưa lên rồi, mày nói á, bên kia nó nói một câu, lịch sử cũ đã khép lại rồi, để trang sử mới. Tao có đăng status mà, tao nhắm mắt coi tụi mày trang sử mới đi đến đâu nha. Một cái thứ hai, tao nói anh sắp chết, tao đăng status luôn, coi chừng khổ nghiệp quật tới, có đúng chưa? Đúng luôn, đúng chưa? Tao nói ra không có chạy một cái gì hết trơn. Và tao có đăng status nữa, Hoàng thượng Băng Hà chưa đến lượt thái giám lên ngôi đâu.
có đúng chưa? Thì có bao lâu đâu bỏ của chạy lấy người về bên Pháp, đúng chưa Thành? Nằm suy nghĩ kỹ đi, nếu mà gác tay đơn giản trên trán mà không suy nghĩ ra thì gác luôn hai cái chân trên trán để suy nghĩ coi con mẹ Thanh này nó có đúng hay không, đúng y như Bon, không sai một cái gì. Tao đưa trước những cái tai họa đến với tụi mày y chang luôn như trong kinh. Trời ơi, tao thấy mày nó thật cười rồi ấy. mày đâu có tha tao đâu. Cái con Sami Nguyễn về đây tìm hiểu tao đi, điện thoại cho cái một người đó là cũng ở trên cộng đồng mạng, cũng gọi bằng má, xin số phone, điện cho tao. Tao đã biết rồi, tao đã nghi nghi rồi, tao cũng nghe rồi. Dù chú tao có không có theo dõi cái công nghệ trên mạng nhiều, nhưng cũng có người nói tao biết rồi. Mà thôi, ai đến với mình thì mình cũng vui vẻ. Còn có chuyện ai nấy làm họ chịu. Nói muốn mua cặp dầm cho mình một chiếc, cho em chồng một chiếc. Kết bạn Zalo luôn. Tao còn lưu, tao mới đưa lên, nhưng mà cái hình lâu quá tao đã xóa, tao thay cái điện thoại thì nó không còn cái hình. Mấy chiếc dầm. Tự chọn, tự hỏi giá. Tao nói ok, có giá gì gì đó. Còn hỏi tao mấy giờ tao ra cửa hàng. Rồi ok để con mua, hẹn là mai ra. Tao thấy đã xem dòng đàng hoàng rồi. Một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày. Tao cũng không hỏi tới, tao cũng không nhắn tin là có ra hay không. Thì cái cô mà giới thiệu á, cho số điện thoại tao cho Sammy á, hỏi tao có mới ra không, nói má không thấy ra. Thì cô đó mới điện. Thì Sammy trả mà lời là mấy ngày nay mắt đi mổ mắt. Mổ mắt. Thôi cũng sao, có chuyện mua không mua là không thành vấn đề. Cái chuyện đó mà nếu mà thật sự có đến thăm là vui rồi. Rất có nhiều cái động mừng mạng ra thăm tao. Không có mua. Ra thăm chụp hình rồi tao rất vui vẻ. Tại vì khi người ta đến thăm mình là biết tao quý mình rồi. Tao mới thăm mình, chúng mày ở không đi thăm mình vậy. Mình cũng không là cái gì của ta đâu, nhưng mà tao mến mình ở chỗ mình trung thực, mình làm cái đúng lương tâm của mình tao mới mến mình, không cần mua bán. Nhưng mà làm những cái trò đó làm cái gì vậy Sammy? Tội lắm, xa đường xa biểu vợ đi máy bay về đây mà làm những cái hành động như vậy thì nó có xứng đáng cái công sức mình tự bình pháp về đây hay không? Mà lúc đó thì cũng không nói động tới Sammy cái gì hết. Nhưng mà khi mà về tới bển này một tháng sau, rồi bắt phúc không lo. Và cũng chính nói với Sammy, nhắn tin nói với má là con có mua lên cho Hồng ủng hộ một lon mấy triệu. Mà sợ nó đưa đồ lộn mới nhờ thằng shipper mở ra. Đăng cái hình nó chở ngược lên để là bắt phúc không phải lo. Ủa mình là mình đáng cha, đáng chú, đáng cô, mình làm trò dơ bẩn làm gì vậy? Hồng Lo nó đâu có xích mích gì với Sammy đâu. Mà má muốn xích mích Sammy. Con mới về muốn phốt má hả? Nó má đó con nghe là Sammy. Không có cửa nha con. Má 70 tuổi rồi. 16 tuổi má ra đời. Má biết đi kiếm tiền, má nuôi gia đình má rồi. Cỡ tuổi con thì chắc con non lắm. Đừng có chơi cái trò dơ bẩn đó. Mình ở xứ người mà, ở xứ Pháp, ở xứ văn minh lắm. Tại sao mình văn minh vậy? Sao văn minh? Thua mấy người ở trên núi trên non đó. Mấy người trên núi trên non ta thông minh nè, ta chân chất, ta thật thà nè. Mình ở cái xứ văn minh, xứ Pháp đó nha con. Bỏ thối đó đi. Ở không quá hả? Hay là kiếp trước bột lũ với nhau, một dòng tộc với nhau, ăn không ngồi rồi rồi đi nói chuyện thiên hạ, mà đi bên những cái chuyện sai hoàn toàn cả thế giới, cả cộng đồng mạng hàng triệu hàng triệu người ta không chấp nhận mà đi theo, chắc bột giống với nhau cái gì, chiêu môn ở không ăn cướp của người rồi chờ tổ chức đám ma để thu lợi hả? Đâu ai chết hoài đâu. Sao làm trò dơ bẩn vậy? Trở lên sạc thành của cái gì nè. Tao nói mày nghe mày già rồi. Chết xứ người đó. Nghe không? Chắc
còn có chuyện mày đối xử với tao không thành vấn đề đâu, tao nói thật với mày. Nhưng mà mày đối xử với anh Năm là người đã khuất, cái tội của mày thật với mày nha, cái tội của mày nặng lắm. Mày già mày không có ra già, mà con nít không ra con nít. Mày dám nói đủ thứ chuyện, trời ơi mày, mày chửi luôn nghệ sĩ đó. Đi bâu thơ không, người đi nhiều nhất 200 ngàn nghĩ sao vậy trời. Người của mày tao thì cái mày tao hết nói chuyện được. Tao nói thật với mày đó, mày già mày tu tỉnh là đi. Tao tổng kết cuối năm tao nói cho rõ hết cho mày biết. Má chào các con nha, má có khách. Em mắt xong rồi.